cửa hàng Nhật Động Cơ xin chào tất cả các quý khách hàng. Địa chỉ của cửa hàng ngã tư sông Rai, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Số điện thoại 0986 28901. Số điện thoại bên em có sử dụng Zalo và bên em có ship toàn quốc nha mọi người. Hôm nay cửa hàng em lên sóng giới thiệu đến toàn thể anh em 7 máy cưa xích nha mọi người. Trong này thì gồm có 4 máy cưa xích tay cụt này, 2 máy cưa xích tay dài và 1 máy cưa xích hạng tầm trung nòng đứng nha. Đó thì những cái mẫu này thì dành cho anh em sử dụng trong mảng gia đình vườn nhà nha mọi người. Tay dài tay cụt thì anh em sử dụng trong gia đình leo cây tỉa cành được ha. Còn có một em là em cuối cùng ấy, là em Echokerit, em đấy thì là mẫu tầm trung, anh em có thể đi khai thác làm hàng nhỏ hoặc anh em sử dụng gia đình là nó là mẫu cưa hạ gốc cây này, nó là thả ga nha mọi người, nó không phải suy nghĩ ha. Đó thì nói chung là những cái mẫu này đến từ Nhật Bản thì nó đủ các thương hiệu nha mọi người, như thương hiệu Ryobi này, Tanaka này, Maruyama đời mới này đó, và tay dài cũng Tanaka và Echokerit nha mọi người. Đó, những cái thương hiệu mà rất là nổi tiếng về dòng máy cưa Nhật Bản ha. Đó thì hôm nay thì cũng lựa chọn tuyển chọn cho anh em 7 máy nha mọi người. Máy nào máy đó là gọi là rất là xuất sắc nhá. Thì lên sóng giới thiệu cho anh em. Nếu anh em nào cảm thấy ưng như máy cưa xích nào, mình liên hệ qua đầu số điện thoại 0988628901 đặt hàng nhé mọi người. Rồi thì lô máy này anh em mua là không cần cọc nhá. Anh em mà mình xem mình cảm thấy ưng như máy nào ấy, mình cứ nhớ cái ký hiệu mã số. Lô này em sẽ đánh dấu là lô F này. Đó lô F nhá, 7 con máy nha mọi người. Đó, lô F nha mọi người. Anh em nào mà mình cảm thấy ưng nhà máy cưa xích nào, mình cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em. Đấy, giá thành hay là trọng lượng đồ tất cả đều báo rõ chi tiết. Quay đến đâu là báo chi tiết cho anh em xem. Đấy thì anh em cảm thấy ưng, mình thật sự ưng ý thì mình liên hệ với em mình đặt hàng ha. Rồi nhận hàng là anh em có quyền kiểm tra hàng, xem hàng, nó test nổ thử nhá. Cứ đúng như cái máy em đang quay video đang quảng cáo cho anh em là anh em thanh toán giúp em thôi. Đó là nó không vấn đề gì, anh em thanh toán thôi, nổ thử đồng hàng đầy đủ hết ha. Còn anh em mà có một lý do nào khác là không muốn nhận em máy này nữa hoặc là không nhận thì anh em hỗ trợ bên phí vận chuyển giúp em là 50.000 nhé anh em. Đó, anh em ném bỏ 50.000 vào cái thùng phí vận chuyển đấy, là cái thùng máy đó là nó hoàn về giúp em ha. Đấy là phương thức thanh toán mua hàng bên em. Đấy thì anh em nào mình cảm thấy ưng, thật sự ưng ý là mình đặt nhá, bởi vì rất là nhiều người muốn đặt, nó không phải là một mình anh em, nên là anh em xác định chốt chắc chắn lấy thì hãng đặt ha. Đó, để tránh mất thời gian của bên em gửi đi gửi về. Đó, anh em biết là làm ăn em đã tin tưởng cửa hàng khách hàng thì em cũng đã gửi cho anh em là anh em đủ hiểu này ha. Rồi thì hôm nay là giới thiệu cho anh em là 7 máy rất là đẹp. Đấy, em máy 7 máy, trong đó 4 máy tay cụt đấy và 2 máy tay dài, 1 máy nòng đứng ha. Anh em nào mà cảm thấy ưng mình liên hệ với em, giờ em sẽ giới thiệu chi tiết và nổ thử cho anh em nghe luôn nhá. Rồi trước tiên thì để nhìn vào thì anh em có thể thấy là em này là thương hiệu của Ryobi. Đó, thiết kế cho anh em một màu tông vàng đen nhá mọi người. Đó, mã số của nó là EF29L nhá. Đó, mẫu này thì rất là nhỏ gọn, trọng lượng của nó là 3,5 kg. Đó, mẫu này anh em leo tỉa cành hoặc sử dụng trong mảng gia đình vườn nhà là khỏi suy nghĩ ha. Đó, thương hiệu Ryobi thì nó tiết kiệm nguyên liệu cũng rất là tốt. Đó, xài ổn định nhạy nổ nhá mọi người. Đó, đời này thì nó có cái núm bơm xăng này, ở dưới là cái E này. Đó, để anh em khởi động sáng sớm thì để lâu để anh em sẽ kéo nó ra, anh em giật nó ho một tiếng mình đẩy vào là mình xài. Đấy, và lam của nó là lam được sử dụng, lam tổng độ dài là 35 cm nhá, mặt các cây của nó là 30. Đó, xích 91 mọi người. Đây, lam xích rất đẹp nha anh em. Đó, nó mặt tiền. Đó, đây máy này trọng lượng 3,5 kg nhá, rất là vừa tầm, anh em xài khỏi suy nghĩ. Giờ em sẽ khởi động cho anh em nghe nha. Giá của em này đó là 1.900.000 đồng, mã số của nó là F1 nhá. Anh em nào cảm thấy kết thì mình liên hệ qua số điện thoại của em đặt hàng nhá mọi người. Rất là êm ấm nhá mọi người. Thôi em F1 giá là 1.900.000 đồng nhá. Anh em nào ưng thì liên hệ qua số điện thoại của em đặt hàng ha. Tiếp theo là đến em F2 này. Em này đến từ thương hiệu của Tanaka này, mã số của nó là ECS3302 nhá mọi người. Trọng lượng của em này thì 3,8 kg nhá mọi người, 33 cc, đường kính bê tông của nó là 37 ly nhá.
Đó, ốp lam vận chuyển tiếp bằng khóa 10, tăng xích của em này nằm đằng trước này nha mọi người. Và lam của nó được sử dụng lam tổng độ dài là 35cm mà các cây là 30 nhá mọi người. Đó, xích chân 25, đó xích 1/4 nhá mọi người. Sau mặt tiền đây cũng khá là sáng, có núm bơm xăng E đây ở dưới này mọi người, công tắc nằm sau này ha. Rồi giờ sẽ khởi động cho anh em nghe tới máy nhá. Giá của em F2 này cũng là 1.900.000 đồng nhá. Anh em nào ưng liên hệ với em ha. Đẹp nha anh em. Giá là 1.900.000 đồng nhá. Anh em nào kết liên hệ qua số điện thoại của em đặt hàng nha mọi người. Đó. Tiếp theo là đến F3 nhá mọi người. Em này đến từ thương hiệu của Tanaka luôn nhá. Đó, mã số của em này là 330B. Đó, đời này thì nó đẳng cấp cao hơn một chút thì nó thiết kế thêm cho mình cái tay thắng xích. Đấy, khi mà anh em di chuyển từ cây này qua cây khác hoặc từ vị trí này qua vị trí khác, anh em bật cái tay thắng đằng trước này lại này. Đó là nó sẽ thắng cái tay xích lại này. Đó là nó không có quay xích thì an toàn cho anh em. Đó là nó đẳng cấp hơn so với dòng Tanaka mã F2 vừa rồi ha. Lam của nó là lam 40 mà các cây là 35cm, xích chân 1/4 nhá mọi người. Đó, chân 25 nhá. Lam xích thì khỏi bàn, rất là đẹp. Đó, lốc mặt tiền đây ha. Nói chung là máy này cũng còn khá là mới này. Anh em có thể thấy nhìn độ đẹp nó này. Đó, có thắng xích đầy đủ nhá. Đó, 330B nhá. Anh em nào kết liên hệ qua số điện thoại của em. Mã số của em này là em F3 nhá mọi người. Giá của em này là tròn 2 triệu nhá. Anh em nào ưng nhá thì gọi điện cho em ha. Em sẽ khởi động này. Rồi ok, em F3 giá là 2 triệu đồng tròn nhá. Anh em nào ưng liên hệ qua số điện thoại của em đặt hàng nhá mọi người. Tiếp theo là đến em F4 này. Đó. Em này thì phải gọi là hàng hệ siêu hot rồi. Đấy, dường như là rất nhiều anh em biết và ưa chuộng ha. Mẫu này thì mẫu đời cao nhất của dòng Maruyama. Đó. Em này thì mã số của nó là CST310M nhá mọi người. Đó, đặc điểm của cái đời này tại sao nhiều anh em ưa chuộng, nó là nó đời cao là một phần. Thứ hai đó là nó đủ chức năng. Đó, e tự động, núm bơm xăng và đặc biệt nó là nó có trợ lực hãm nha mọi người. Đó, trợ lực hãm ở đây là gì? Anh em chỉ việc kéo nhẹ thả ra cái nào nổ, nó không cần dùng nhiều. Đấy, nó rất là nhẹ nhàng, nhất là những chú nào có tuổi mình sử dụng mảng gia đình xài cái này khỏi suy nghĩ. Đó, đời cao nhất này. Đó, thiết kế của nó thì một cái tông màu là gọi là đen thui luôn, như con bọ cạp luôn nha. Này. Đó. Thiết kế nó nhìn nói chung là rất là ok. Anh em phải thấy hộp giật này. Nó gấp đôi gấp ba cái hộp giật bình thường nha mọi người. Đó, kéo chỉ cần nhích nhẹ là nổ nhá. Núm bơm xăng đầy đủ. Đây, lốc mặt tiền đây khá đẹp. Em này thì nói chung là hàng hệ hot rồi anh em nhé. Đấy, anh em nào ưng liên hệ qua số điện thoại của em đặt hàng ngay ha. Lam 40, mặt các cây là 35cm, 91 mọi người. Đó, xích chung 91 nha. Đó, lam là còn nguyên nước sơn, nguyên nhãn hiệu này. Đó, ốp lam vận chuyển tiếp bằng khóa 13, tăng xích tại lam. Đó, thuận tiện ha. Giờ sẽ khởi động cho anh em nghe này. Giá của em F4 này là 2.600.000 đồng. Anh em nào ưng em hệ đời mới này, liên hệ qua đầu số điện thoại 0986289001 đặt hàng nhé mọi người. Anh em đẩy lên là tắt, đẩy dưới là sao bình thường. Đấy, anh em nghe tới máy này, êm ấm và đặc biệt là trợ lực này, kéo nhẹ này, thả ra nổ. Đó, quá đã luôn, không cần dùng được nhiều. Anh em mà leo cây này nọ mà sử dụng em này là khỏi suy nghĩ luôn, nhích nhẹ nổ. Nói chung cái mẫu này thì con nít cũng giật được nha mọi người, nó không có bị sượng, mình chỉ bị kéo thôi, không cần phải giật. Quá đã. F4 nha, giá của em này là 2.600.000 đồng, hệ đời cao nhất của Maruyama. Đó, anh em nào cảm thấy ưng cái máy cơ xích này, mình liên hệ qua đầu số điện thoại 0986289001 đặt hàng nhé mọi người. Anh em xem video nhớ cho em một like, một đăng ký, bật chuông ủng hộ cửa hàng bên em nhé. Rồi tiếp theo là đến em F5 tay dài nha mọi người. Đó, em này đến từ thương hiệu của Tanaka, mã số là ECF3359 nha, đời 4 số nha mọi người. Đó, mẫu này thì 33cc, đường kính bít tông của nó là 37 ly, đó, trọng lượng của nó là 4kg nha mọi người. Đó, đời 4 số, em này cũng còn khá là mới này nha.
tem nhãn hiệu tem mạc này còn nguyên ha. Đó, ốp lam vận chuyển tiếp vào khóa 13 nhá. Tăng xích em này nằm tại cây lam và lam của nó được sử dụng lam 40 mà các cây là 35cm nhá mọi người. Đó, lam còn nguyên sơn nguyên chữ này. Đó, rất là đẹp ha. Nóc mặt tiền đây. Có núm bơm xăng. Đó. E nằm dưới núm bơm ha. Đó. Rất là sáng nha mọi người. Rồi, em này là em E F5 nhá mọi người. Giá của em này là 2 triệu đồng tròn nhá. Anh em nào ưng liên hệ qua số điện thoại của em đặt hàng ha. Rồi em F6 này, em Taraka này, ECF 359 này. Đó, em này là đúng vậy luôn. Đó, giá 2 triệu nhá. Đó, em Echo 355 này. Em này F8.